Nguyên Audio xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 8 năm 2020, Nguyên Audio xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ sản phẩm đến từ đất nước Nhật Bản, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta. Đó là đôi loa rất là nổi tiếng của hãng Kenwood ZL309AV thưa quý vị, một đôi loa mà cửa hàng Nguyên Audio cũng bán rất là nhiều rồi. Với kết hợp của đôi loa này hôm nay thì Nguyên Audio ghép nó với cũng chiếc âm ly cũng là của hãng Kenwood, mang model KA900SD, có công suất 230W, đánh rất là khỏe. Nguyên Audio ghép với cặp loa này thì chúng ta vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay. Và thêm cho quý vị và các bạn chúng ta một chiếc vang neck FX8 cao cấp để cho chúng ta cắm mic vào hát karaoke. Chiếc vang cơ này thì Nguyên Audio cũng giới thiệu khá nhiều rồi. Nó có kết nối USB, Bluetooth, cổng quang học optical, giải mã, tiếng rất là hay. Vang nhại của nó thì rất là tốt. Quay trở lại với đôi loa nổi tiếng của hãng Kenwood ZL309 này thì nó rất là cao to. Chiều cao của nó lên tới 1m05, chiều rộng 38 và chiều sâu 32. Nó sở hữu 4 đường tiếng trên một thân thùng, một bát 30cm màng giấy gân lụa. Với gân lụa này thì mãi mãi quý vị chơi không bao giờ phải thay đến gân của đôi loa này. Nó sử dụng một loa chung 12cm, 3 loa chép giấy và một loa siêu chép quý vị nhé. Đôi loa này có trở kháng 8 ohm, công suất là 180W trên một thân thùng. Quý vị nhìn thấy gông của nó, gông loa bát, loa chung, loa chép thì vẫn còn nguyên màu vàng gold. Rất là đẹp, đôi loa này về tại cửa hàng Nguyên Audio còn rất là mới và bao zin cho quý vị nguyên bản 100%. Về thì Nguyên Audio chưa kịp lau chùi vệ sinh đâu, mới về thì test lên luôn cho quý vị. Đây là góc cạnh của đôi loa Kenwood ZL309 quý vị nhé. Em nó thì chưa bị sứt sẹo một chút góc cạnh nào đâu ạ. Màu vàng vân gỗ, rất là sang trọng. Đôi loa này thì quý vị có thể chơi được đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng bolero trữ tình cho đến nhạc đan, nhạc mạnh, nó đều có thể chơi được hết ạ. Và quý vị nhìn thấy bát của nó thì rất đẹp. Dưới đời 309 này thì là 922. 922 thì màng của nó là màng bóng thường. Còn đây là 309 thì là nó màng bóng vân, rất là đẹp, vân sóng rất là đẹp quý vị nhé. Và cả bộ sản phẩm này thì Nguyên Audio đang bán với giá là 17 triệu đồng cả bộ. Nguyên đôi loa giá 11 triệu. Âm ly giá 4 triệu. Và chiếc vang cơ neck giá 2 triệu đồng. Mọi nhu cầu quý vị và các bạn chúng ta liên hệ cho Nguyên Audio theo số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và Nguyên Audio vẫn bán lẻ từng sản phẩm một. Gia đình nhà chúng ta có âm ly rồi thì chúng ta chỉ việc mua nguyên loa thôi. Còn nếu mà chúng ta có loa rồi thì chúng ta lại chỉ mua nguyên âm ly thôi. Có nghĩa là quý vị mua sản phẩm gì thì Nguyên Audio bán sản phẩm đó cho quý vị. Không nhất thiết là quý vị và các bạn chúng ta phải mua cả bộ quý vị nhé. Và quý vị mua bộ sản phẩm này thì Nguyên Audio tặng quý vị và các bạn chúng ta 6 mét dây loa của Đức trị giá 600.000 đồng. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thẩm âm chất âm của đôi loa này. Nguyên Audio sẽ test nhạc không lời dây mic để quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức tiếng bát của đôi loa này, đánh rất là hay, uy lực và mạnh mẽ. Tiếng bát của nó đánh rất là mạnh không ạ? Rất là mạnh mẽ và uy lực.
Vodka 990SD này có công suất 230W và nó đánh được hai cặp loa AB và AB cộng quý vị nhé. Quý vị và các bạn, chúng ta có thể ghép thêm một đôi loa nữa vào đánh cũng rất là hay. Và nó có rất nhiều các đường lai vào cho chúng ta kết nối thêm các đường lai vào, như là đầu đĩa CD, đầu đĩa than, TV, điện thoại, laptop, máy tính. Rất nhiều các đường lai vào. Có vi tinh chỉnh, bát chép cho quý vị, tùy thuộc vào sở thích nghe của quý vị. Xin được dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn trên khắp mọi miền đã tổ quốc đã ủng hộ cho Nguyên Audio. Xin chân thành cảm ơn.